大。安排螺丝准备啊。Very big pouch full of lotus seed.Rừng mất chết chết. Trời ơi gọi. Đố cho anh cả. Nó. Thật đi ngủ không? Nó sẽ nạp tổ. Sẽ nạp. Nó sẽ nạp. Thôi nè. Screaming when is the neighbor cat come here.
lazy boy, after eating food, his plate full of lotus seed. Đồ nào? Đồ nào? Should boy standing in lotus. Thế này, họ sit down. Sit down không? Uh-huh. Yeah, sit down. Đúng này, cái gì? Lại được cái đây anh cho coi đi. Score xem. À, bên này. Ui, ở bên y mà rút score đây. Okay.